Và thứ ba nữa, cái da của bé thì nó viêm nhiều. Đó, những mẹ ở bên máy da thì nó sẽ dễ hơn, nhưng mà những cái người về nam nó sẽ khó xử lý hơn nhé. Nó thấy là những cái mục bình thường thì bán xong nó không có vấn đề gì, nhưng mà những cái viêm nha thì nó sẽ mang lại thương với chân mẹ nó còn chị nhé. Còn là nếu mà chị cần thì bên em về, bên em sẽ xem lại video này. Bên em sẽ xem lại video đấy cho chị. Có thể là vài ba ngày sau thì có video xe chị nhé. Lấy cái khăn giấy đập luôn. Đau. Mình đào lấy cái da này dưỡng cho bé mà không gặp bớt rồi. Nó cứng.
Mm-hmm.